hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, cô gái ấy đang sải những bước chân thật tự tin với phong cách ăn mặc cá tính nổi bật và lôi cuốn khiến những ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mà hoa hậu Hờ Hendie đang đi đâu vậy? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Vậy là qua hình ảnh là quý vị và các bạn đã biết là ai rồi. Và đây là ngồi trước mặt tôi, cháu Hen. Cái đó là cái tên tắt mà Xuân hay gọi khi đi công tác với cháu. Chào cô và xin chào quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Về chuyện ăn mặc đẹp, có lẽ là nó có hàng nghìn ý kiến khác nhau. Tại vì mỗi người sẽ quan niệm cái đẹp nó đâu có ai giống ai đâu. Dạ. Nhưng mà có những người họ cứ nghĩ là mặc sexy mới là đẹp. Mà đặc biệt là càng mặc sexy nơi công cộng thì là càng chứng minh cái tôi của mình lớn hơn. Thì với Hen con nghĩ chuyện này sao? Bản thân con thì suy nghĩ một cách gọi là nó khác một chút. Ví dụ như là mình mặc sexy nhưng mà mình có phù hợp với thân hình của mình hay không? Với con thì gọi là một cái người rất là mê những cái nét đẹp phương Tây, Mỹ Latin chẳng hạn. Họ có một cái thân hình rất là sexy và quyến rũ khi mà họ mặc vô á. Thì con thấy là cái bộ trang phục đó nó mix với đồ, với dáng người của họ. Con thấy nhìn vô, nhìn rất là sexy, nhìn rất là quyến rũ nhưng mà nhìn không phản cảm. Thì con nghĩ đó là những cái khái niệm về sexy của con. Điều này con muốn chia sẻ là có thể là mình mặc sexy tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái thời điểm và cái sự lựa chọn của mình. Mình không thể mặc một cái đồ sexy để đi gặp gia đình thông gia của mình hay là mẹ chồng, ba mẹ chồng tương lai của mình. Có cái sự khôn ngoan để lựa chọn một cái trang phục phù hợp với chính bản thân họ là cái đầu tiên, giúp họ tự tin là cái thứ hai. Cái thứ ba là giúp cho những ánh nhìn xung quanh phải ô lên, ô cô ấy đẹp quá, dáng cô ấy mặc bộ đồ đó quá tuyệt vời. Cá tính của mình được bật lên và mình thể hiện được mình là một người có một cái style rất là đặc biệt. Cô Xuân lớn tuổi rồi nhưng mà cô Xuân cũng thích mặc đẹp chứ. Cũng có những trường hợp cô Xuân thấy là có những người lớn tuổi rồi nhưng mà họ lại mặc những cái quần jean cực ngắn hoặc là cái hở rốn, rồi khi họ ngồi lên xe gắn máy đó thì cái phía sau nhìn dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Và cô có cảm giác rằng có khi nào người ta soi gương trước khi người ta ra đường không? Chứ không thôi cái này nó phản cảm đối với cái nhìn của mọi người á. Thì cô cũng đang muốn đề cập tới những người mà họ ăn mặc mà họ quên mất mình là ai, quên mất mình ở lứa tuổi nào và quên mất là mình đang xuất hiện ở vị trí nào. Trước khi cô cháu mình sẽ bàn tiếp vấn đề này thì xin mời quý vị khán giả và con chúng ta xem clip sau đây. Dạ vâng ạ. Từ lâu việc ăn mặc hở hang khi ra đường đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của xã hội. Bỏ qua lời xì xầm, bàn tán của dư luận, nhiều người vẫn vô tư diện trang phục phản cảm khi ra nơi công cộng như thế này. Những chiếc áo xuyên thấu, mặc như không mặc, những chiếc quần, cái váy ngắn cũng cỡn, bận quần tóc mỏng hay phong cách hở trên, hở dưới của nhiều bạn trẻ khiến người đi đường không khỏi hoang mang và khó chịu. Thậm chí có người diện chiếc áo dài thướt tha, nhưng phía dưới chỉ mặc chiếc quần tót màu da chân mỏng tanh như quên mặc quần để lưu thông trên đường phố. Và những hình ảnh trên chỉ là số ít trong rất nhiều trang phục phản cảm khi ra phố của nhiều người. Vẫn biết rằng, chuyện mặc là vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân. Nhiều người cho rằng đẹp hay không là tùy vào gu thời trang của từng người. Nhưng những thảm họa thời trang đã và đang vô tư phô diễn nơi công cộng. Phải chăng cần có biện pháp mạnh để mọi người ý thức hơn trong việc ăn mặc thế nào cho đẹp, cho đúng? Đó, bây giờ là xem rồi, nghe nhiều người có ý kiến rồi. Nhưng mà giờ cô Xuân lại muốn nghe ý kiến của em. Qua clip này thì con thấy nó hơi kỳ thật á cô ạ. Con đang cảm thấy là họ hơi xúc phạm cái ánh nhìn của con đó cô ạ. Con phải xài một từ rất là mạnh như vậy bởi vì là họ mặc quá gọi là thiếu vải và làm cho mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Sẽ có nhiều người nghe hai cô cháu mình ngồi nói chuyện và họ nói chứ thôi kệ tôi chứ, tôi có tiền. Tôi có tiền, tôi muốn mặc gì tôi mặc chứ. Đâu có ảnh hưởng gì tới mấy người, miễn là tôi không có làm gì đâu quá lố thì thôi. Nhưng mà họ quên rằng cái ranh giới của cái chuyện mà ăn mặc đẹp để người ta nhìn, người ta cảm thấy thú vị với cái chuyện mà ăn mặc nó phản cảm và nó không phù hợp với cái ngữ cảnh. Thì cái điều đó nó rất là dễ sợ và nó gây ra khó chịu với ánh nhìn của nhiều người. Đặt một cái trường hợp mà mặc quá phản cảm, ví dụ đang tham gia giao thông đi cô, có thể là những người xung quanh người ta sẽ để ý và nhìn, lúc đó có thể gây tắc nghẽn giao thông này cô, thậm chí là xảy ra tai nạn đó. Cô nói cô mới kể nha, cái chuyện này có thật á. Con nghĩ sao khi người ta đến chùa hoặc là những nơi tôn nghiêm,
nhưng mà người ta lại mặc quần short, mặc những cái, hoặc thậm chí là nhặt mặc những cái áo sơ mi mà nó mỏng như tờ giấy. Tại sao họ lại mặc như vậy? Thì con cũng có vài lần đặt những câu hỏi như vậy. Những cái nơi trang nghiêm đó, ví dụ như là ở các nước phát triển ở châu Á chẳng hạn, như là như Hàn Quốc hay là Nhật Bản, họ hay có những cái biện pháp gọi là trang phục được mặc. Họ ghi ra một cách rõ ràng là trang phục được mặc khi được vào những nơi này. Nếu mà bạn không mặc đúng những quy định, những trang phục khi vào những nơi như vậy á, họ sẽ phải ở ngoài. Thì con nghĩ là ở Việt Nam mình cũng nên như vậy. Ví dụ như là ở nơi nhà thờ hay là chùa hay là những nơi trang nghiêm, mình nên có những cái mà gọi là lưu ý những trang phục cần mặc khi mà tới đó, để mọi người ý thức và nhìn thấy là mình không nên mặc những trang phục như vậy. Những người xung quanh là một cái người cũng rất là quan trọng, họ nhắc cho người kia cảm thấy ngại, nhưng mà khi mà họ nhắc như vậy sẽ giúp cho người ta có một cái gọi là ghi nhớ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một clip xem người dân họ suy nghĩ gì về cái chuyện là ăn mặc phản cảm nơi công cộng. Dạ, vâng ạ. Cái chỗ công cộng mà trang nghiêm như chùa chiền hay là nhà thờ thì mình cũng nên tránh mấy cái kiểu ăn mặc mà hở hang hay là kiểu mát mẻ, kiểu thời trang như vậy. Đi vào thư viện thấy có nhiều người ăn mặc rất là hở, nhưng mà đó là hình ảnh không có phù hợp á. Thật ra gọi là khuyên nhắc nhở thì chưa có là bao giờ làm. Cái người Việt Nam mình thì lại có cái tật gì nè, thí dụ mình thấy người ta mặc như vậy mình muốn góp ý lắm, cái mình lại nghĩ lại, ủa họ đâu có quan hệ họ hàng với mình gì đâu, mình nói chi, thôi kệ họ đi. Lời nói của mình nó sẽ lần một, lần hai chưa có thể thay đổi, nhưng mà con nghĩ là mỗi ngày mình cứ nói những cái hình ảnh mà giúp cho họ ý thức được là họ đang mặc sai, hay là tới một thời điểm nào đó khi mà họ nhìn nhận về những hình ảnh đó nó sai, họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ tự bỏ phải không? Dạ, họ sẽ tự bỏ. Thì con nghĩ là cái người mặc đó nên có một cái suy nghĩ là để ý xem những người xung quanh đang nói gì về mình. Có thể là những cái bộ trang phục giúp mình tự tin thì mình có thể là cứ tiến về phía trước, nhưng mà có những cái mà mình đang mặc hơi quá so với ánh nhìn của mọi người thì mình nên xem lại. Có những cái là mình không có thể hiểu được á cô, nhưng mà khi mà được nhắc nhở như vậy thì giúp cho mình hiểu được và mình biết được cái nên và cái không nên. Một người góp ý, hai người góp ý, ba người góp ý thì là phải nhìn lại là đang có vấn đề, một cái vấn gọi là không phải là một cái điều bình thường rồi, mình cần phải thay đổi. Có rất nhiều người, người ta càng nói hả, càng mặc dễ sợ. Ngoài cái chuyện dây chuỗi đeo, rồi áo thì dây rớt, dây còn, rồi quần thì thậm chí nó quá ngắn, thì người mẹ nhắc nhở, nhưng mà sao thấy đứa con mình nhắc hoài mà nó cứ thể hiện khác hơn, thì có thể là cái cá tính cái người đó họ muốn gây sốc không con? Nếu mà tuổi trẻ cô, thường là có một cái giai đoạn hay là một cái thời gian nào đó mình thích nổi loạn á cô. Bản thân con nghĩ ngày xưa con cũng như vậy, nhưng mà con ở cái mức là gọi là nổi loạn theo kiểu là phá cách, lạ và ấn tượng, con thích như vậy. Thì con nghĩ là những cái người như vậy họ cũng có một cái lựa chọn muốn mình ấn tượng trong một cái giai đoạn nổi loạn của họ. Nhưng mà con nghĩ là ba mẹ hay là những cái nơi mà gia đình chính là nơi có thể giáo dục họ một cách tốt nhất. Nếu mà nhắc con mặc hở quá, con không nên mặc như vậy, thì con nghĩ là nếu mà nhắc như vậy á, nó sẽ mặc định một cái điều là nó mặc hở, là nó muốn mặc hở nữa. Thì có những cách mà có thể là phụ huynh nên nhắc theo kiểu một cái hướng khác, một cái hướng tích cực hơn. Ví dụ như là con mặc một cái bộ trang phục như vậy lịch sự, nhìn con rất là đẹp, hay sau đó để khuyến khích được một cái tinh thần là các em mặc những cái đồ mà gọi là kín đáo, phù hợp, nhìn các em rất là đẹp và người lớn rất thích. Với lại là cái cách góp ý của mình phải mang một cái thiện chí, nó tốt. Khi mà càng nói các em sai á thì các em lại càng muốn làm tới, làm khác đi. Dạ, khác đi. Thay vì thế thì mình nói một cái lời yêu thương mà giúp cho các em có thể thay đổi được hình ảnh. Đó là một cái cách mà giáo dục con nghĩ là nó sẽ tốt và phù hợp hơn cho giới trẻ ngày nay. Có lẽ là cái sự góp ý chân tình á, mọi người ta biết là mình nói là vì mình quý họ mà mình muốn họ tốt hơn á, thì họ sẽ dễ thay đổi hơn. Còn cái lời châm chọc thì khó làm ta thay đổi lắm. Thế thì theo con thì người mặc có lỗi hay là trang phục có lỗi? Câu đi hơi khó. Câu đi hơi khó. Dạ, con này hơi khó. Nếu mà nói trang phục có lỗi hay là người mặc có lỗi đều như nhau hết. Ví dụ như là nếu người ta không thiết kế những trang phục như vậy thì sẽ không có trang phục đó để cho người mặc. Còn nếu mà họ thiết kế mà người mặc có cái sự lựa chọn khôn ngoan thì họ sẽ không mặc những trang phục người ta thiết kế như vậy. Nên cái câu hỏi này con không biết con lựa chọn như thế nào, nhưng mà con chỉ muốn chia sẻ ví dụ như là người ta thiết kế một bộ bikini thì họ
nếu mà bộ bikini đó được mặc ở hồ bơi hay là bãi biển thì nó quá phù hợp. Còn nếu mặc bộ đồ đó đi ra ngoài ngoài phố hay là đi dạo thì nó quá sai. Con nghĩ là mình cần gọi là lý trí, sự thông thái của mình để có thể lựa chọn những trang phục phù hợp với cái những cái gọi là trang phục người ta đã thiết kế, để mình có thể mặc một cách gọi là phù hợp nhất với thời điểm mà mình lựa chọn. Cô nhớ là cách đây cũng cũng không xa lắm, khoảng vài năm, thì cũng có những người mẫu, những bạn ca sĩ trẻ đã có những cái bộ trang phục bó sát. Nếu đứng yên thì rất là đẹp, khi bạn tham gia biểu diễn, khi bạn trình diễn ca hát thì bạn phải cử động. Và cái cử động đó đôi khi nó tạo ra những cái thế rất là phản cảm. Và sau đó thì những người ta xem chương trình, người ta chụp lên mạng, người ta phản ánh và dư luận ném đá. Và cuối cùng là những cái cơ quan chức năng họ đem ra họ xử phạt. Họ xử phạt cái người đã mặc cái bộ đồ đó. Thế nhưng với những người bình thường bên ngoài thì ăn mặc phản cảm ở nơi công cộng có cần phải xử phạt không? Thật sự là những nghệ sĩ mà đã gặp phải trường hợp gọi là bị xử phạt thật sự là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà con nghĩ nó cũng là một bài học cho những người ở gọi là nhìn thấy được những cái điều đó để có thể thay đổi và khắc phục. Còn nếu mà ở ngoài có cái cách xử lý hay không thì con nghĩ là nên có. Nhưng mà con không biết phải làm sao để có thể gọi là xử lý được những trường hợp ở ngoài khi mà ăn mặc như vậy. Ví dụ như là nếu mà mình phạm giao thông thì có công an giao thông họ bắt được. Còn cái đây không biết là nên sử dụng ai để có thể phạt. Cái việc mà ăn mặc hở hang, phản cảm của những người dân tham gia vào các hoạt động tại cái nơi công cộng thì pháp luật hiện tại là chưa cái điều chỉnh bằng cái việc là quy định cái cụ thể cũng như là cái chế tài xử phạt đi cùng. Thì theo tôi đây cũng là một những vấn nạn của xã hội. Việc ăn mặc hở hang này có thể vô tình sau này sẽ tiếp tay cho những cái loại tội phạm liên quan đến tình dục. Bởi lẽ là người ta nhìn vào thì cái khả năng phạm tội của các đối tượng kia nó sẽ cao hơn đối với những cái người ăn mặc kín đáo. Vì thế nên theo tôi thì pháp luật cần thiết phải ban hành những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn trong cái việc là chúng ta có những cái văn hóa ứng xử tại cái nơi công cộng, trong đó cụ thể là cái việc phải ăn mặc kín đáo như thế nào, và sau đó đi kèm với những cái quy định thì phải có những cái chế tài cụ thể. Cái đẹp đó nó vốn là cái gì rất là quý của cuộc sống, nhưng mà mình muốn rằng cái đẹp nó phải tồn tại một cách văn minh. Và cái chuyện ăn mặc phản cảm do cái ý thức của mỗi con người, cái điều này không chỉ bắt nguồn từ ý thức của người đó mà nó còn do cái sự giáo dục, do cái nề nếp của gia đình. Cảm ơn Hen rất là nhiều, con đã đến đây và đã nói những cái điều mà cô Xuân cảm thấy rất là yêu. Là vì ở tuổi trẻ của con, với tất cả những công việc mà con đã làm cho cộng đồng thời gian vừa qua, cô giáo mình sẽ chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.